Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái chương trình cơ tạng cơ bản trong cái chuyên đề pháo mã. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cái tàn là pháo mã sĩ tượng thắng mã khuyết tượng. Thì để thắng cái tàn này thì mình xin chia làm ba cái bước cơ bản như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ ưu tiên cái việc dùng pháo chiếm một trung lộ. Tướng của chúng ta sẽ chiếm một mặt và mặt bất kỳ. Bước 2 chúng ta sẽ sử dụng mã ngoại tào để có thể làm mà mất sự liên kết của cái hệ thống phòng thủ của đối phương. Bước 3 là chúng ta sẽ dùng pháo kết hợp với sĩ để có thể bắt được sĩ hoặc tượng của bên đối phương. Thì chúng ta cùng bước vào với thực chiến trong cái tàn này. Đầu tiên ở trong cái tàn này thì chúng ta sẽ xuất tướng ra. Xuất tướng ra mục đích là theo cái bước 1 thôi, đó là dùng tướng để chiếm một mặt. Bên đen lên sĩ mục đích là làm mà mở rộng cái phạm vi hoạt động của tướng. Chúng ta sẽ thoái pháo về. Thoái pháo về là sau này có thể đưa pháo vào trung lộ, kiểm soát được trung lộ. Bên đen lên sĩ, chúng ta đưa pháo vào trung lộ. Anh em phải thấy là cái tản pháo mã ấy, thì anh em luôn luôn ưu tiên là chúng ta sẽ dùng pháo vào trung lộ. Còn pháo của trung lộ trong cái tản pháo mã là sẽ rất là mạnh. Bên đen thoái mã về giữ voi. Thì đây gần như là cái hình cơ bản trong cái tản này. Thông thường thì bên đen họ sẽ luôn luôn là sẽ tìm cách đứng ở cái hình này. Còn anh em phải thấy là mã được dĩ tượng, hai sĩ có sự liên kết với nhau. Nếu như chúng ta mà không nghiên cứu thì sẽ rất là loay hoay, thậm chí là có thể là dẫn đến hòa. Đến đây thì chúng ta sẽ về sĩ để làm mà mở rộng cái tầm hoạt động của pháo, sau này sẽ nhường chỗ cho con pháo có thể đứng ở cái vị trí ngũ, sau này có thể cơ động bình lộ 6 để kết hợp với con sĩ 6 đang treo lên cao. Bên đen xuất tướng thì bên đỏ thoái pháo 1, bên đen vào tướng thì chúng ta đi mã 5 tấn 4. Anh em phải thấy là mã 5 tấn 4 ở đây hiện tại chúng ta đang dọa cái nước cờ chơi mã 4 tấn 6 là ăn vợ sĩ, và vợ sĩ thì chắc chắn sẽ dẫn đến thua. Đến đây bên đen sẽ có hai hướng chính, một là đi tướng 5 bình 6, hai là tướng 5 bình 4. Chúng ta cùng xét trường hợp đầu tiên là bên đen đi tướng 5 bình 6. Với cái trường hợp bên đen đi tướng 5 bình 6 như thế này thì đơn giản chúng ta sẽ vũ chiếu để ép bên đen vào tướng. Bên đen vào tướng thì ta sẽ nhảy chiếu, bên đen là xuất tướng ra, tướng 5 bình 6 thì chúng ta lên sĩ, dùng sĩ làm ngòi để có thể công kích được bên đen. Thì đến đây bên đen chắc chắn là sẽ bị vỡ sĩ hoặc vỡ tượng. Tại chúng ta có thể thấy nếu như giả sử trong hình này mà bên đen thượng tướng thì sẽ bị mã 3 thoái 4 chiếu, bên đen lên sĩ thì sẽ là mã 4 tấn 6 chiếu là mất sĩ ngay. Còn nếu như ở đây mà bên đen về voi chẳng hạn thì đơn giản chúng ta treo sĩ lên chiếu. Đấy, bên đen buộc phải lên sĩ thì chúng ta bật sĩ thì sẽ giành chiến thắng thôi. Chúng ta cùng quay lại cái trường hợp cái hình trước. Thì nếu như ở đây bên đen mà không đi tướng 5 bình 6 với mục đích cô cái con mã chiến của bên đỏ, thì ở đây bên đen có thể sẽ lựa chọn đi cái phương án là tướng 5 bình 4. Với cái phương án tướng 5 bình 4 như này thì chúng ta sẽ đi một nước pháo 5 bình 6. Pháo 5 bình 6 với mục đích là hiện tại đang dọa đi mã 4 tấn 5, ăn vợ sĩ ngũ. Anh em phải thấy biết là chúng ta đã nghiên cứu những cái tàn phía trước rồi. Cứ vỡ một con ra thì chắc chắn là chúng ta sẽ giành chiến thắng. Bên đen vào tướng. Bên đen vào tướng thì để tránh cái nước cờ đi mã 4 tấn 5 của bên đỏ, thì nếu mà chúng ta nhảy chiếu. Anh em phải thấy là hiện tại thì con pháo 6 ta đã chiếm giữ cái lộ 6 rồi. Tướng đen không thể xuất sang lộ 4 được. Bên lộ 6 của bên đen đã bị con tướng 4 chúng ta chiếm. Vì vậy là con tướng không thể di chuyển được, bắt buộc phải thoái ngựa về. Thì ở đây chúng ta sẽ thượng tướng lên. Mục đích là sẽ đưa tướng lên tầng 3 làm ngòi để chúng có thể dùng pháo để tấn công vào cái con ngựa của bên đen. Bên đen xuất tướng, chúng ta thượng tướng lên. Đến đây thì bên đen sẽ có hai phương án chính, một là đi tướng 4 bình 5, hai là sĩ 5 tấn 6. Chúng ta cùng xét trường hợp đầu tiên. Nếu như bên đen mà vào tướng như này thì đơn giản chúng ta chỉ việc đi pháo 6 bình 4 như này thôi.
là chắc chắn là sẽ ăn được sĩ của bên đen. Đây bên đen nếu như xuất tướng ra thì chúng ta đơn giản là vật ăn không ngựa, còn nếu như lên sĩ thì ăn không sĩ thôi, vỡ ra thì chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Vì vậy ở đây bên đen không thể là vào tướng được. Chúng ta cũng xét cái trường hợp thứ hai là bên đen đi sĩ làm tướng 6. Với cái trường hợp thứ hai bên đen đi sĩ làm tướng 6 thì đơn giản chúng ta sẽ đi pháo 6 bình 4 chuyển pháo có bắt sĩ. Thì đến đây anh em mới thấy là bên đen đã buộc phải về sĩ rồi, sĩ 4 thoái 5. Sĩ 4 thoái 5 này thì chúng ta sẽ vào tướng. Vào tướng để dùng pháo công kích ngựa. Đến đây thì bên đen buộc phải vào tướng. Nhưng anh em có thể lưu ý trong hình cờ là chúng ta sẽ không thể ăn ngựa của bên đen được. Thế nếu như ăn ngựa thì sẽ bị tướng 5 bình 6 bắt chết lại pháo ngay, thì chắc chắn là sẽ bị dẫn đến hòa cờ. Vì vậy ở đây thì bên đen bên đỏ sẽ có một lá cờ rất là hay, đó là mã 3 thoái 2, thoái mão về. Một thoái mão về và đang dọa ăn chết ngựa. Ở đây sẽ có 3 trường hợp chính xảy ra. Một là bên đen là xuất tướng, hai là thoái mã 6 thoái 8, ba là đi mã 6 tấn 8. Thì thực ra chỉ có hai phương án chính thôi, thì là phương án xuất tướng và chạy ngựa đấy. Còn cái phương án thoái hay là tiến thì nó cũng giống nhau. Chúng ta cùng xét trường hợp đầu tiên, nếu như bên đen là xuất tướng. Xuất tướng này thì đơn giản thì chúng ta chỉ việc đi mã 3 tấn 1 thôi, mã 2 tấn 1 thôi. Đang dọa đi mã 1 thoái 3, chiếu tướng nó sẽ chết ngựa và chúng ta sẽ chiến thắng ngay. Chúng ta cùng xét trường hợp thứ hai là trường hợp chạy ngựa. Chạy ngựa thì sẽ có hai cách chạy, hai cách chạy chính, một là mã 6 thoái 8, hai là mã 6 tấn 8. Chúng ta cùng xét trường hợp đầu tiên là mã 6 thoái 8. Mã 6 thoái 8 hay là mã 6 tấn 8 chúng ta đều tấn công theo một cách như nhau cả. Đó chính là di chuyển pháo vào trung lộ. Anh em phải thấy là hiện tại bây giờ nếu như con pháo 5 đang công kích cái con tượng ngũ, thì nếu như mà di chuyển con tượng ngũ thì chắc chắn là cái con mã 2 chúng ta sẽ ăn sĩ ngay. Còn nếu như không di chuyển, không chạy tượng thì sẽ bị mất tượng, cũng sẽ dẫn đến thua. Và cái tàn này chúng ta đã nghiên cứu rồi. Ở đây nếu như bên đen về voi, đơn giản chúng ta ăn sĩ rồi, chiếu là chắc chắn là sẽ giành chiến thắng. Chúng ta cùng xét đến cái trường hợp thứ ba là nhảy ngựa lên mã 6 tấn 8. Thì mình cũng nói rồi, thì cả hai cái cách chạy ngựa này thì chúng ta đều tấn công một cách như nhau thôi, đó là di chuyển pháo vào trung lộ. Đến đây thì chạy voi thì cũng chắc chắn là sẽ mất sĩ và chúng ta sẽ giành chiến thắng. Vậy là cái video cờ tàn cơ bản về cái chuyên đề pháo mã trong cái cờ tàn pháo mã sĩ tượng bền thắng mã quyết tượng mình xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo. Hy vọng với cái video này sẽ là cái thêm một cái kinh nghiệm dành cho anh em trong cái cờ tàn thực chiến. Và một lần nữa mình xin mời anh em xem lại những diễn biến từ đầu để chúng ta có thể nhớ rõ hơn cái hình cờ tàn này.